Đây là chiếc đồng hồ có lắc loại treo tường hàng bãi của Đức cổ nhé, có thương hiệu là GGB. GGB là một dòng thương hiệu rất là lâu đời nhé, hàng của Đức. Chiếc này máy cơ hai lỗ cót và được làm bằng thùng gỗ, có kích thước chiều cao là 77, chiều ngang là 34 nhé. Gỗ thì được làm bằng chất liệu gỗ sồi thịt nhé, đóng rất là dày nặng và chắc chắn luôn. Mặt số có hai chữ số 12 giờ và 24 giờ. Bên trên kính phẳng, bên dưới kính mài nhé, và được rào bằng các thanh nhập gỗ. Thùng gỗ rất dày nặng chắc chắn nhé. Di dung han đời đầu của GB, GGB. Đấy, dòng này tuổi đời nó cứ phải tầm 100 năm rồi. Nhưng mà hình thức còn rất là đẹp, máy móc đồng sáng choang nhé, zin bản 100%. Bây giờ mình test tiếng chuông rồi. Tiếng chuông rất là ngân vang nhé, máy đẹp keng zin bản 100%, chạy chuẩn giờ.